ăn thì đông gác luôn hả? Nhìn mặt em giống giả dối lắm hả? Khi siêu thị người ta mới hết hàng đó, người ta bỏ mình mấy lụm. Nó dính gì đâu ha? Nó dính gì đâu thấy không? Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả và quý mạnh thường quân, thì hôm nay thì bạn tới chỗ mà em dân mà khu tập thể Mốc Bọc của chú anh chị, thì hôm nay bạn tới đây để mà báo tin cho bà con biết. Nhận được tiền của hai quý mạnh thường quân, đó là một quý mạnh thường quân ở Pháp và hai nữa là mạnh thường quân cô Liên Nguyên ở Cali, thì nếu mà cộng lại thì số tiền này khoảng là 26 triệu của chú anh chị. Thì bây giờ thì bảnh vào trên đây để mà báo tin cho bà con khó khăn ở đây biết rằng được nhận quà này trong những dịp Tết đến đó chú anh chị. Giờ mời tất cả các chú anh chị cùng vào bên trong để gặp gỡ bao nhiêu người và bảnh vào đây để hỏi được bao nhiêu người và bao nhiêu nhân khẩu để mà biết đường mà chia ra cho hoàn cảnh của chú anh chị. Mời tất cả các chú anh chị cùng gặp bà con ở đây ha. Rồi chào bà con mình nha. Nay đông quá rồi, chào idol luôn. Hôm nay biết lại đây làm gì không? Dạ biết. Vụ gì? Biết gì ta? Sao mất tiêu âm thanh rồi? Dạ âm thanh đây gần gần cho thu vô má. Hồi nào bây giờ cúng vú em nha. Cúng vú luôn hả? Giờ dân chào khán giả đi nào. Chào tất cả mọi người đang xem kênh của anh bạn gì ta? Quên tên nhau luôn hả? Đây cũng quên luôn. Anh Hoàng Bảnh official nha mọi người. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Bảnh tới đây để mà báo tin cho em dân làm đội trưởng ở đây hả? Đội trưởng Mốc Bọc phải không? Dạ đúng rồi đó. Em làm đội trưởng phải không? Dạ. Mà hồi nãy đâu có điện trước mà sưng môi nữa rồi. Trời ơi, nó môi đỏ tự nhiên thấy không? Đâu biết trước đâu mà nó vẫn đỏ như thường thấy không? Thấy không? Đâu lấy tay tém nhẹ cái bên hông cái coi dính không? Nó dính gì đó à ha? Nó dính gì đó thấy không? Tự nhiên đó. Nó tự nhiên mà. Rồi. Vậy là được rồi. Vậy tin được phải không? Vậy là nhưng mà các bạn còn hơi gỗ nha. Nghỉ quay luôn đi. Ê. Ta hỏi để không có biết để tặng kem cho. Có sức kem kem hũ lớn không? Cho hồi sức chứ gì? Sứ kem nó như chống nắng nè, rồi chống tàn nhang nè. Mà có chống gì nữa không? Có chống ế không? Không, không, không có chống ế, ế là tự lựa đi. Vậy bây giờ nhân có thể mà cho biết là bà con mình ở đây là bao nhiêu người á? Chắc quản lý ở đây biết mà phải không? Biết chứ, có gì mà em biết. Rồi bao nhiêu người, em bé bao nhiêu, người lớn bao nhiêu, có thể nói cho quý bà cô chú biết rằng ở đây thì anh sẽ mà phân chia ra để tặng cho em. Cho em đại diện phát quà cho bà con ở đây. Cái thứ nhất là muốn là phát là một bao gạo cho bà con, là trị giá là phần quà trị giá là bảnh tính là một phần quà phát cho mỗi căn nhà là 500.000. Thì số tiền còn dư lại bảnh sẽ chia ra đều hết với chú chị, như là 40 người hay là 30 người đó bảnh sẽ chia ra. Nếu mà trẻ em thì sẽ chích ra như 100 hay 200.000. Còn nếu mà người lớn thì 300 đến 500 nếu mà số tiền nhiều còn giữ lại. Thì tổng số tiền bảnh nhận là khoảng 26 triệu chú chị. Thì em cứ hỏi bà con mình coi có ai bao nhiêu được bao nhiêu nhân khẩu, em đi hỏi coi. Đi hỏi coi, hỏi ở ai mà... Bà mấy đứa con? 4 đứa con. Gì má, có 2 đứa rồi ra 4 đứa gì má. 4 đứa. Giờ lấy cái máy ra bấm luôn em, rồi cộng từ từ rồi báo số lượng ra cuối cùng. 4 người. Tính người lớn trước thì tính nít sau. Tính người lớn trước đi. Danh 2 người. Bà Năm cô đơn 4 người, bà Chanh 4 người lớn. Rồi nhà em 4 người lớn. Nhà nhỏ kia. Hai đứa lớn vùng. Hai người. Nhà Ly 2 người lớn luôn. Nhà 3 người lớn. 28 người lớn. 28 người lớn. Rồi trẻ em bao nhiêu? Có danh 2 người. Nhà em 2 người. Ủa nhà em có em bé đâu? Cháu, hai đứa cháu. Cháu hả? Tưởng chưa có chồng mà có 2 đứa con. Trời ơi, nói đây đi. Nhà tao mà đắp bớt. 1 người, còn cho. Ủa, tính trong bụng hả? Chúc Mai 3 phải không? Ăn tiền 2, nhà ông Bí 2. Nhà ông Bí không có. Chúc Mai là biết gì đó, sân đôi. Đúng hả? Rồi bữa nay mình đi lùm rác thôi, về sớm vậy chị? Mẹ ơi, 4 giờ rồi, về sớm. Đâu có nghỉ trưa đâu làm. Có khi nào lụm đồ ăn ở đó về làm ăn không? Có là nói có đi, có nghe mọi người. Có lụm. Có nghe. Mới lụm xúc xích về luôn nè. Đâu rồi? Mới chiên luôn nghe mọi người. Đây, mới lụm xúc xích nghe mọi người. Xúc xích nhà em lụm á, lụm thiệt nha. Trời ơi, cái này lụm đóng gác thiệt luôn hả? Rồi chiên rồi luôn hả? Chia cho bà con người mới mới đó. Nhỏ mấy tao mới chia cho mày nữa phải không? Đúng rồi.
Rồi xong em đem vô nha. Mà hỏi thiệt cái này lụm về ăn để đóng gác luôn hả? Nhìn mặt em giống giả dối lắm hả? Lụm lại liền. Đừng nói đầu vàng nè. Trời ơi, cái chú chị thì nó nói cho bà con biết không phải không? Phải không? Thì ơi, đừng quay từ nhà nhại cũng có này luôn. Khi siêu thị người ta mới hết hạn đó, người ta bỏ mình mới lụm. Sao mà khứa nhìn thấy cũng được quá ha. Trời em làm mà. Chiên phải đẹp mới mình ăn ngon được. Rồi có vậy sao không lụm được, kiếm chai nước tương cho đủ bộ thôi không em đâu. Người ta làm kiểu ai kêu anh ăn đâu. Anh đâu được ăn. Kiểu là đẹp hơn nha mọi người. Cái này của em đó. Nó đang vậy, nó xấu vậy đó. Không mà hỏi thì nó có bị hư không? Nó hôi không? Chưa ăn chưa biết, nó không hôi đâu. Còn ăn được. Cắn nhẹ chứ. Giờ thử ăn cho trời ơi, không em đẹp vậy kêu mang xúc xích kỳ quá. Ăn coi he, ăn coi trời. Đâu thở thiệt á, nó có bị gì không? Có bị mùi hình như bị hư á. Chứ cũng ăn được chứ mấy gì hư. Có thủng thủng. Có chua không? Có bị chua không? Nó cũng sắp sữa à. Rồi ăn cái này đi đau bụng ban đêm á. Quen rồi. Tại mình làm trong đó hửi mùi giết cái mình quen rồi. Trời ơi, mới gặp là trường hợp mà lụm đồ ăn mà của siêu thị ném bỏ mà mấy người cô chú ở đây giữ em dân hôm nay được trúng mùa lụm gì á chú chị. Đúng không? Hôm nay trúng mùa phải không? Dạ đúng không, rồi. Không phải bữa nào như bữa nay phải không? Dạ lâu mới có một lần. Trời ơi. Lỡ đúng tiền ngày. Đỡ tiền mua cái này là ăn nó mấy buổi mới xong mới hết. Nít nhóc nè, chia nó. Trời ơi, thôi ăn mình đi, mấy đứa ăn nó đau bụng hả? Ở đây quen rồi. À, bao tử quen rồi ha. Ừ. Vậy là bữa nay là nhà ai cũng được chúng mối rồi vậy hả? Bọc ai bọc rồi. Là em cũng mới cho ông bọc đó. Có cái gì khác không? Đi xuống xích không? Xích không, hai trứng. Có. Thêm hai trứng nè. Thiệt mà. Trời ơi. Không thiệt, không phải là mình ghê tởm gì chú chị, tại vì cái này sợ ăn nó hết thời hạn, nó sức khỏe của mình không có đảm bảo. Bây giờ thì ta xin một viên thử nha. Cái này là gì? Biết. Cái này cũng là xúc xích mà nó viên. Cái này lạp xưởng nè. Ừ, tươi tươi vậy đó. Này chiên chưa tới gì á. Cái gì mà. Ăn luôn. Ngon chung là hồi xưa giờ cũng là quen khổ mà không sao hết trơn. Bà con mình ăn được thì anh cũng ăn được, đúng không? Dạ. Thôi cắt đi. Ăn viên coi chừng đi nó khập khiễng, viên nó đi. Thôi được rồi. Cái gì có thịt bò nữa hả? Kìa bạn kia kìa đó đó, các bạn ăn lấy được thịt bò đó. Ba đây lụm thịt bò. Bò hả? Ủa đem gì thịt bò đó làm gì ăn? Chiên. Chiên với hủ quà. Chiên. Giống như bình thường. Chân. Chân. Mày mày tính chồi mày nhắn ăn. À ấy muối. Chú mỏ này. Bốn muối rồi. Chú mỏ rửa cho nó sạch. Chú mỏ. Còn được nước sôi còn tươi không? Chú. Nó hơi hơi hôi rồi. Thôi cho con miếng lại miếng. À vẫn chia cho con cái luôn ha. Thương cô quá. Thôi vài bữa nữa thì con sẽ tới đây phát cho mỗi gia đình là một bao gạo 25kg và nhu yếu phẩm tổng trị giá là 500.000 ha. Và trong khi đó thì có tiền mặt thì bây giờ con chưa kết sổ được là bao nhiêu tiền. Ít nhất luôn phải từ 200 đổ lên đó cô. Từ 200 tới 500 đổ xuống chứ không có phải từ 200 tới 1 triệu đâu nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe cũng như là món quà này được sao này con lại phát, cũng như là món quà tinh thần cho bà con mình ở đây là cũng như là được một ngày kỳ nghỉ cạnh Tết cho bà con mình vui. Cái gì hả? Mua thịt bò cho thịt ngon để mà ăn cả xóm mình ha. Nó bỏ trong cái đống rác mình bươi ra hả cô? Nó để trong bọc đen đó, xé ra thấy. Cứ đặt cái bịch nào mà cứng rồi mình xé ra thử có cái gì không ha? Thì mình xấu bọc đó rồi mình thấy. Rồi như mấy chứ như là đồ dưa rồi đó, cô xé ra cô có về nhà có ăn cơm được. Quay ăn rồi, mà bây giờ không có ấy đâu. Là người hai mấy, ba mươi năm mấy rồi. Cô cũng như là giữ cái bàn tay của mình để bao tay á, tại vì ống nhiều khi có miễn là đứt cái đứt hoài, có bị đứt không? Đứt hoài. Dạ. Vậy bao tay cũng vậy, miễn lại mình bóp đại đó. Ngay rồi đó. Dạ. Bây giờ thì con biết cuộc sống của các cô chú ở đây là rất là khó khăn rồi, thì con tới đây đó, con báo tin cho mấy cô ở đây biết. Mấy cô có vui không khi thấy mà được mà mặt lần đầu tiên thì được vừa nhận quà mà được nhận tiền lì xì Tết gì đó, có vui không cô? Vui. Dạ.
Vui sao muốn khóc rồi cô? Vui mặt cười lên coi. Cô khóc hả? Nào giờ chú nhận được hả? Chị kêu vui. Tết rồi không có tiền nữa. Dạ. Cái này gần Tết ba cái là bé nó không có mua, nó ngưng lại. Dạ. Bởi vì mới mình khó khăn đó. Dạ. Qua Tết mới bán được. À đúng rồi, thì thưa tất cả các chú chị, thì những cái đống rác này và những cái chai nhựa hay là những cái bịch thì cô lộng gì thì phải tập kết tới đây, phải rửa cho sạch rồi xong phơi khô. Nhưng mà đợt này thì người ta chưa có mua thì chưa có bán được. Khi nào người ta lại thanh toán à, mua ta mới thanh toán tiền, mới có tiền ăn Tết. Mà bây giờ người ta nói ngưng, qua Tết người ta mới mua mới, đúng không? Như vậy là không có tiền ăn Tết rồi. Trời ơi thương quá. Thôi bây giờ bữa đó con lại đi lì xì, con thay mặt với mình Trường Vân. À thay mặt với mình Trường Vân để tới đây lì xì cho cô chú ở đây ha. Dạ thương quá. Chiều nay đừng ăn thịt bò nữa, bỏ đi. Lấy lại rồi. Bỏ uống. À làm xong hả? Ừ làm xong rồi. Đừng ăn xong cơm chiều này luôn hả gì á? Dạ mua hủ qua xà. Thôi à, con cảm ơn cô nhiều ha, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, gái này vài bữa nữa đây con sắp xếp hàng hóa xong rồi con sẽ tới đây phát cho bà con mình ha. Dạ. Thôi vậy hả Dân? Dạ. Trời ơi chịu khó ăn xúc xích ha. Trời món phái khẩu của em mà. Phái khẩu ăn ghiền luôn ha. Xúc xích ăn càng ngon càng mê. Trời cái gì vậy? Hết hồn. Tội nghiệp quá, thì có mới biết cái lúc đầu lại đây 2-3 lần rồi nhưng mà không có cảm nhận, không có sâu vào cái vấn đề ăn uống. Thì bữa nay tới mới biết cái cảm nhận. Thì hôm trước có quay cái cô kia cũng lụm xúc xích giống em vậy đó, à, lụm ăn rồi để kho ăn kho tiêu á, trời thấy thương quá. À. Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, mình có sức khỏe mới được. Dạ. Thứ hai nữa nếu ăn đồ mỡ nhiều quá mặt mụn á, khó bỏ. Nhưng mặt đâu có mụn đâu, đẹp mà. Cái lỗ kìa, rõ kìa. Sao chạm như nỗi đau người ta hoài vậy trời. Thôi ra đi nói chuyện cho chút xíu này gì nè. Thì cái nhà mình làm như chảy trắng dữ ra phơi nắng. À, sao trắng như chị? Lúc này ở nhà không có đi làm. Lý do sao ở nhà? Tại con đi học không có ai rước. À, con đi học không ai rước. Trời làm mình ơn. Trời hồi đó chắc chị trắng lắm hả chị? Phơi nắng giờ tiếp nám luôn hả? Ừ, phơi nắng nám luôn. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đó bằng Dân á. Bằng Dân hả? Nhưng mà em trẻ đẹp hơn nha. Phải không? Thiệt, nhìn đi mọi người. Em đẹp hơn nhỏ này nha mọi người. Bằng tuổi nhau. Thấy em đẹp hơn nha. Bằng tuổi hả? Ờ, bằng tuổi nhau. À, vậy là nhỏ hơn ở đây rồi. Ừ. Em đâu nói em lớn rồi. À, trời ơi. Vậy là Dân đẹp hơn không? Dạ, đúng rồi. Phải đẹp hơn mày không? Ừ. Thấy không, mọi người nó còn khẳng định đó mà. Đẹp tự nhiên luôn. Đẹp tự nhiên. Thôi, không cần son phấn. Thì cũng cảm ơn Dân đã như là chia sẻ đến quý ông bà cô chú được biết là cái cuộc sống của Dân và cũng như là bà con ở đây cũng như là làm việc cực nhọc mà ăn thì đồ ăn mà lụm lại để ăn nữa. Yeah. Thì sự thật mới như vậy mới anh biết, anh mới chia sẻ cái video này lên cho tất cả cô chú với mình Thân Vân được biết ha. Yeah. Rồi cái vụ mà phát quà thì anh cũng nói rồi, thì trong khoảng mà bây giờ thì một tuần sau anh sẽ phát ở đây. Yeah. Trong ngày chủ nhật cho gia đình của bà con mình ở đây ha. Yeah, yeah. Chủ nhật bà con mình cứ ở nhà ha. Yeah. Tầm khoảng là 2-3 giờ gì đó thì sẽ ở đây phát quà cho bà con mình. Có mặt mới phát quà, không có mặt thì thôi nha. Ai lãnh xong thì đi vô nhà, ai chưa lãnh thì lãnh. Đầu tiên sẽ phát gạo trước. Như ở đây 12 căn thì phát 12 bao. Yeah. 12 bao xong dưới 12 bịch bò, 12 bịch đồ. Đó. Rồi xong thì đếm đầu người ra, trẻ em một bên, người già một bên, yeah, thanh niên một bên. Tụi còn bóng hia. Hả? Còn em đứng bên hả? À quên, nó bên cái vũ bóng nữa hả? Thôi tính với em phụ nữ đi, tính với em gái đi ha. Đó là anh nói nghe chứ em không ép nha. Chứ không có phải mà phân chia gì đâu. Tính em qua bên phần bộ phận bên mấy bên chị đi ha. Dạ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả và với mình Thường Vân, thì bây giờ bộ bản xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn hai quý mình Thường Vân đã có lòng hảo tâm gửi tiền đến đây để giúp đỡ cho bà con như phát quà nhân dịp cuối năm ngày hôm nay của chị. Thì đầu tiên thì cô Lê Nguyên ở Cali và hai nữa là chị mình Thường Vân ở Pháp. Bây giờ bằng bản xin chân thành cảm ơn hai quý mình Thường Vân rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo. Dạ, chào đây em. Chào các bạn.